chè vàng từ xưa được nhiều người tin dùng vì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Đặc biệt thì phụ nữ sau sinh uống chè vàng thường xuyên sẽ giúp tăng tuyến sữa, duy trì nguồn sữa và chống viêm tuyến sữa. Theo đông y thì chè vàng có tính mát, vị ngọt, đắng, mùi thơm đặc trưng. Từ lâu đã được dân gian truyền tay nhau với tác dụng lợi sữa, giảm béo, mát gan, thanh nhiệt và cụ thể như sau. Giúp lợi sữa, kích thích tuyến sữa hoạt động, tạo nguồn sữa dồi dào cho phụ nữ sau sinh, giúp giảm cân nhanh chóng và lấy lại vóc dáng trẻ trung xinh đẹp, hỗ trợ điều trị các bệnh về huyết áp, tim mạch, giúp làm mát gan và ổn định đường huyết, kích thích tiêu hóa hoạt động tốt, giúp ăn ngon miệng, điều trị mất ngủ, tác dụng kháng khuẩn, thông huyết, điều kinh, chống thiếu máu, suy nhược cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh viêm tử cung và tuyến vú cho phụ nữ sau sinh. Để biết thêm thông tin về chè vàng thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi vào số là 0904079719.